Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Me lên 1.000 sub. Thì Me sẽ có dự định làm mở question and answer. Mọi người có thể đặt những câu hỏi để cho Me trả lời. Và Me sẽ trả lời bằng giọng này luôn. Giọng hơi trầm, mọi người thông cảm.